Bây giờ chúng ta đến với màn hình của chàng trai họ Đinh. Anh em ơi, đêm nay update nhá, đêm nay update meta mới nhá. Mình cho kèo anh em đêm này. Liệu còn đây có làm một trận Aphelion không? Thì mà Aphelion đang không? có cho mình một cái cung và một cái găng rồi. TG Fit nhìn bài rất nhanh, chỉ với một cái Bây cung và giờ một chỉ có găng. thể là một trận top 8 và một trận top 1 thôi. Liệu còn đây có dám chơi không? TG Fit anh em ạ, chứng tỏ nhìn bài rất nhanh. TG Fit nhìn phát là bảo có thể là đánh Aphelion luôn, trong khi đó mình nhìn đồ này mình nghĩ đến cái thông đạo anh em ạ. Chứ mình không nghĩ đến cái cung Ui đao. rồi ôi, lại Đấy, không mua ui con rồi kia, ôi. lại không đánh Aphelion. Ui rồi ôi. Chỗ Có thật bắt bét không? của anh Cường ơi. Cường Có tên bắt đây không? không liều thì làm sao mà vào được vòng trong em ơi. Giờ một là top 1 hay là top 8 thôi. Đúng rồi, liều thật Giờ nhiều còn, không liều thật ít. bây giờ vẫn còn một đánh, bây Vâng. giờ vẫn còn một đánh an toàn. Sau Chứ ông khi Cường tên đây đấy. Thôi chứ ông bị loại đúng rồi đấy. sau Ui rồi khi ông Cường tên đây anh em ạ, ơi. sau khi TG Fit nói câu đấy thì Cường bảo là em muốn ăn ít, em không muốn ăn nhiều đấy. Anh em ạ, Ủa, đánh đưa anh ông chat cái gì đấy? đưa anh đừng chat, em đừng chat, đang đánh đánh giải mà chat phương tâm ấy. Mùa rồi Cường Đấy, tới đây có mùa vẻ như rồi nghe được tiếng gọi của ạ. Tegafit rồi. Nghe thấy Tôi đi tiếng gọi gọi ghét đi của fit. Tegafit. Và sau đấy thì không, Ghế sau đấy đến đến và sau đấy thì không thấy một bốn con Diana cũng như là một con Aphelios nào. đúng Thầy gì thế, chứ đúng là như Cường, vậy. nó thầy gì chứ Cường tới đây rồi. Tôi nghĩ Được lấy lừa rồi. Chúa lừa là Tegafit. tôi, Cái gì lừa cái gì. Bây giờ có đúng là bây giờ phải chơi bài bài top 1 top 8 không? đúng Ngoài đúng bài rồi. Aphe còn bài thực gì ra nữa? là thực ra là lấy con Lissandra đép cũng được mà, tôi đâu quan trọng gì. Phiên bản này ấy mà không chơi ấy là phiên bản sau không Anh còn là em chơi được ơi, đâu. đúng ý tôi chưa? Tôi vừa nói là tôi ấy, là tôi bán hết, tôi để mỗi bốn con Lissandra thôi. Chắc chắn là 10 tiền ở Chắc đây đây chắn là 10 rồi. Bây tiền giờ một là rồi. top 1 hay là top 8 thôi. Giờ còn hy vọng top 4 gì nữa. Đưa anh Đánh ơi, hai tối trận không vào top 4 có đưa rồi. anh tối lai lai anh em ạ. Tí nữa xem đưa anh. Xem nốt trận này là xem đưa anh là đẹp anh em ạ. Nốt trận này là xem đưa anh đẹp luôn này. Ui rồi ôi ghép cốc rất khát nước anh em ạ. Anh em lại không không nhớ cái giải tôi đánh cái giải The Chosen mùa 1 rồi. Trận cuối cùng tôi phải top 1 tôi mới vào. Tôi đánh Aphelios top 1 luôn đây. Đúng rồi. Bây giờ phải phải liều chứ, không đủ điểm thì phải liều nữa chứ. Làm đi còn cái gì để mà ấy nữa. Giờ top 4 có giải quyết gì đâu. Top 4 chắc gì đã vào. Đúng như dự đoán là sẽ không thấy con Lissana nào nữa anh em ạ. Cảnh này rất quen. Cảnh này tôi đã nhìn khi tôi đánh rồi anh em ạ. Thậm chí nhá anh em ạ, đến mình ra ra con, tức là đánh Diana, hồi đấy là Diana tinh anh thì ra 7 con Diana rồi, không thấy con Lissana nào luôn. Không thấy con Lissana nào luôn. Anh Huấn đã nói rồi, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít Ăn cũng ít. luôn. Thế là anh Giờ fit, không là liều anh fit được bao nhiêu lần được ăn nhiều rồi? Có lần nào ăn ít chưa? anh hôm thấy hôm đấy anh cũng đánh Eco trắng giống Cường cái này, đánh áp phê Eco trắng như này này Anh fit có vẻ xong là rồi khá nhiều lần ăn nhiều đấy. kèo gay. Diana giờ yếu á mình em Có mùi ở đây là mùi đi ạ. Fit luôn rồi hôm đấy. trước có hướng dẫn đánh Aphe top 6 mà trận yếu mình có xem trên livestream đấy anh em. Không, đấy trận đấy không phải là trận đánh giải anh em ạ. Đánh giải trận khác. Đánh giải chu rừng ăn mùa 1 cơ. Hôm đấy là đánh hai trận đầu out top cả hai xong Anh rồi em trận thấy cuối chưa? đấy top 1. Anh em thấy chưa? Bài nhá, nó trả con Kalista anh em ạ, là bài hai tier, bài song đấu. Anh em nhìn buôn tướng là biết. Thì bây giờ thích thì vẫn nhặt đồ đánh bài khác được Đúng mà, đúng rồi. không? Rất nhiều tiền có thể làm phiền được thiên hạ anh em ạ, thậm chí là đưa Tiger Fit đi sang anh Tính Fit thích ra đi là đâu? bây giờ là Cường TD đang có 20 tiền đấy, Ừ, rất mà đang có giàu. chuỗi thua là ngon mà. Đép được Có mất thiệt gì đâu. nhưng mà đép rất khéo nhá, đép được hai con là ưng, tại vì có Lissandra đầu game ngon anh em ạ. Đầu game có Lissandra đép ngon. Mana cơ bản là như có 50 thôi thì phải. Không không thiệt, không thiệt một tẹo nào nha. Lag webcam đâu anh em cứ bịp em. Rồi thấy con Aphe cầm gậy phép mặt sáng ấy. 20 tiền cho một pha quyết định khá quyết đoán. Bây giờ tôi đầu rất hồi hộp xem TD sẽ lấy cái gì bây giờ. Con lắc 3 tiền, nếu mà là cuồng đao thì là lắc Vội lắm rồi Cường ơi, vội lắm rồi. Rồi. đang nhá, đang nhảy nhót, đang nhảy nhót anh em ạ. Còn gì để NCC, mất đâu em ơi, còn NCC, gì để mất tới ui đâu. con Kindred cầm nước mắt quá ngon, nếu mà để cái bạn đôi Kindred kia mà lấy được nhá thì là thảm họa. Sarura hình như là có đôi Kindred ở nhà rồi, hình như là như vậy.
Đây, anh em ơi, Đúng rồi, để sao nó mình đã đã cầm bảo C2 rồi, rồi. tại sao NCC lại không lấy con đấy? Hỏi anh em, con kia này cầm nước mắt ở 2 chấm quá ngon luôn anh em ạ. Thực sự là quá, con quá ngon luôn đấy. Lại rơi vào tay Sadora, kinh gạt 2 cầm ra từ tận nước mắt thì thôi, xong. Anh ạ, xong đấy. Khổ khổ mấy nhà chưa gặp thôi. Vâng, chắc chắn là sẽ không ra Lissana rồi anh em. Có một cái mùi rất là ấy ở đây rồi anh em ơi. Bán 2 khai sáng đi mà Mùi cho con không lắc ngon một tí vào. nào Đánh rồi. đúng bằng 3 tướng trên bàn thôi. Hợp lý luôn, hợp lý luôn. Đúng không? Chỉ đánh Aphem mới tốt 1 được thôi anh em ạ. Dyna cút luôn. Dyna cút. Vấn đề là Cường đang cần điểm anh em ơi. Chọn bài này là hợp lý Kinh điệt rồi. 2. Kinh điệt 2 anh em ạ. Ở tầm 2.5 này thì thôi. Gặp Gặp luôn, luôn. nhìn làm gì, nhìn làm gì để gặp, nhìn làm gì để bị gặp. Trộm Nhìn làm gì Cường để bị gặp. non thật, Em ép à, ép thôi, thôi. Game mới thôi. Quá quái vật anh game em mới ạ. thôi Cường ơi. Game mới. Ô mày, quá, đây là một Vâng. con ngon này, đây là một con 72 là ngon máu. đấy, Hợp lý. đây là một con là ngon đấy. Em đã, mình đã bảo cảnh này rất là quen, mọi người hiểu không? Nó ra con nguyệt 4 con, 5 con, thậm chí 6 con ngay từ đầu. Mọi người có nhớ trận gia sư của em không? Đến con thứ 7 nhá, 4.7 là mới ra con thứ 7, 6 con từ Không trước trong có đao niềm quái. tin thì làm sao mà nó ra được em. Chơi game phải có niềm Anh ơi em tin. có niềm tin nhưng mà nó không ra. Cứ sợ thôi đấy, thấy chưa? Dạ chưa? Nhưng mà em có niềm tin nhưng mà nó không ra. Chưa gì đã sợ rồi. Em Chơi có game niềm, không được sợ. em không sợ nhưng mà anh có xem trận gia sư đấy của em không? Có niềm tin nhưng mà nó không ra, vấn đề là như thế. Có niềm tin nhưng Gẹp mà không luôn cuồng ra. đao đi Cường, vội lắm rồi. À Cường định đánh Diana, chúng ta Diana vứt Dana luôn cút luôn, Dana Cường không phải top ơi. 1 được đâu, chắc chắn là như thế. Giờ ai đánh Diana nữa? Cường vẫn muốn mở cho mình một Ông này đường, nhà vẫn mở yếu cho không mình một trách lối nhà, đi cơ chỉ mà. nên xếp các team focus cùng một hướng để đánh đá đứa mất máu. Đúng rồi. Rồi gặp con Gia Van hộ pháp hay sao ấy? Nhà này thua nguyên nhà ấy, thắng làm sao được. Gia Vàng hộ pháp Gia Kalista Van có hộ xong pháp đấu hay thế này sao? thì đánh cái gì rồi anh? 62 máu đấy từ vị trí của Cường tới đây rồi. Vâng, một pha nghe tiếng treo tiếng Hơi gọi nhiều. hơi nhiều. Thì gọi có team mà đúng rồi. Giờ lấy chuỗi thắng sao mà top 1 được. Đây rồi. Đấy đúng bài rồi Cường ơi. Vâng, tôi mong là Anh cái Cường cảnh bảo này ra cuộc 8 chơi đã con. bắt đầu này. Cuộc Cuộc chơi chơi đã bây bắt giờ mới đầu. bắt đầu. 8 con Bắt đầu. Lissana và sẽ không có AP nào. Có đem được không đấy? Đẹp được anh. Có Có đem được Lissana không? A4 đẹp được, Để đẹp thoải mái anh feed thoải thôi. mái Zara chứ. để thoải mái. Có ra nào Ban 3 rồi. sao mà anh feed không đẹp được. Ban 3 sao cộng ra làm đẹp được hơi nhái. Cổ vũ cho em ra ra tộc họ Đinh thế nào Cổ đây. vũ cho anh em ra tộc họ Đinh anh em ơi, rất vội rồi. Hà Nội đang rất Nhanh lạnh thiệt anh. rồi. Rồi, một cái giáp. Hà Nội lạnh lắm rồi đấy. Lạnh lắm rồi đấy. Hà Nội trời giờ chỉ có 10 độ thôi. Lạnh lắm rồi. Linh Bình lạnh không em? Ông ấy tay à? Linh Bình lạnh không Rồi em? em thấy Nguyên là lạnh, thấy thấy Nguyên lạnh Không, lạnh lắm anh con ơi. anh hỏi Linh Bình, nghe anh hỏi thấy Nguyên Đức Anh. Linh Bình em biết nào được anh ơi. Chết rồi đấy. Cái Đéo bé ăn vào đấy. đây. Cút rồi à? Cứ thôi à. À. Cứ cút rồi Cứ thôi, cứ cút gì. rồi thôi. Ủa đánh Diana rồi em ơi. Dana Rôn cái này đánh Diana gì? rồi. Đồ này đánh ra Rôn này là nào? đánh Diana rồi. Rôn như Rôn này là đánh rồi. Diana rồi. Rôn rồi đánh ấy. Ui trời. Ồ, đánh Chốt rồi Diana đấy, cũng được. chốt rồi Chốt Diana. rồi. Chốt đồ rồi. Ra thần thì chốt. À quên thủ tượng. À quên quyền năng là chốt luôn này. Đây là không tới một đứa anh Cường ơi. Không tung mua được, chắc chắn là thế. Bài này là yếu lắm, thua cả Warwick cơ mà. Đây rồi, AP, Afe. AP. Đây, đây, đây. Nhưng mới chỉ có một con thôi. Aperiod, Cứ Aperiod, cuồng Cường ơi. đao, Em cũng đau tạm đi, em đi, cũng cuồng đau đao Lissana tạm cho đấy. Dyna đi, nhờ mất gì Cuồng đâu. đao tạm đi Cường, cuồng đao tạm đi Lissana luôn. Không, Cường À, đang rất phân vân ở phân đây, vân, Cường phân đang vân. rất phân vân, muốn muốn đánh Diana. Đây là cút bẹ luôn. Đây thôi. Học Cường, Cường đã trả lời anh em rồi. Này là cút luôn. Được hỡ Cường ơi, nghe tiếng gọi con tim ạ. À? Ai quay em ơi. Chọn con tim hay là nghe lý trí à? Đây cứ thế thôi. Cái gì fit như thế thôi. Năm nguyệt luôn, năm nguyệt luôn. Năm nguyệt Năm luôn, nguyệt mặt năm nguyệt luôn. mạnh hơn đấy. Cường cũng Năm nguyệt không là đánh bài hóa này. có 2 sao luôn. Đánh bài này không nhuyễn rồi. Ủa năm NCC nguyệt mà. 58 máu lobby, hai người đang cháy là Dendi và gà con nhát. NCC thần tài anh Bon ơi. Ở chung thần tài. Nhưng mà nếu mà đánh Afe ấy thì phải up cấp rồi anh ạ, chứ còn không roll nữa. Nếu mà cứ roll thì là thọt luôn đấy.
Tầm này là phải gần lên 6 rồi này, hoặc là kiểu 18 trên 20 rồi. Tuần sau tự lên 6. Rồi kiếm đi đi sân là ba ngon mày Ui ngon. NCC anh em Không rồi, ơi. rồi 6 con, 7 con là đủ rồi, 7 NCC con là đang đủ bảo rồi. là hơi nhiều điểm nên là đánh thần tài một trận đi. NCC có ba thần tài sớm mà bon Ừ. đánh được mà, Đánh ba thần được. tài sớm giống như gà con trận vừa nãy ấy, ba thần tài sớm rồi. Con đánh mày tự hủy bãi đài. Ba thần tài bài top 1. NCC thua rất đẹp, thua một con nhưng mà đây là nhà yếu thôi. Nhà mạnh hơn mình nghĩ là Cường hình như đang tính Rona phe ở năm, mà ở năm thì em ở thấy năm đỏ đen đấy, ở ở sáu, năm không ở ở sáu lên sáu sáu, ở rồi sáu hợp lý hơn đấy. bao cấp luôn đó, Ui bán luôn, ui không, không như thế thì bán luôn bán không pai muốn luôn, tanh. bán tạm pai đi, nếu mà bán con này thì mất mất ấy luôn đấy, mất con 3 sao phí quá. Hãy để năm nguyệt thì ngon rồi, Bán tạm sửa năm nguyệt thì pai ngon anh Phi, năm nguyệt thì là nhưng mà vẫn phải đẩy đồ, về sau không vẫn phải năm đẩy nguyệt ngon đồ. anh Phi, 3 sao khỏe hơn năm nguyệt anh Phi, em đi thử rồi. Nhưng mà nếu mà Không tôi ý là này để năm nguyệt lại để dép ấy, để dép con đi con xét Ron đấy đúng 6 mình không, nghĩ là hợp lý nhất rồi. Ron 6 ra cả list nhưng mà để như cả. này làm sao mà thắng được, Ui rồi, trường hai trường ở trường ở Neko rồi, trường chơi hai game cái này. Neko này thế chưa, Trường trận nào cũng thế này thôi, chơi có phải nghĩ đâu. Thì Không có đồ cái gì, kiểu gì game cũng cho 6 đồ, cứ không đồ thôi. không phải nghĩ đâu, chơi chảy sao cứ 3.3 hai Neko rồi. Rất dễ chơi, rất dễ thở. Kéo. Vâng, Ôi không Cường đủ ngon cấp 50 tiền. luôn, quả Ui, quả cấp hay quá Cường ơi. mình đã bảo dự Áp đoán cấp anh em quả là cấp đi một vào là năm bán nhất. pai, con Warwick cầm kháng hiệu ứng rất bánh cuốn. Rất bánh cuốn anh Quả em ạ. quả cấp đi vào lòng đất của Cường TD rồi đấy. Kháng hiệu Anh ứng có vẻ là NCC không lấy rồi, bởi vì đồ ô đấy anh sẽ không SC nhường cần, à? NCC không cần đồ đấy anh ấy. Nhường anh Cường vòng trong rồi. Cường TD được một phát khá là hợp lý từ vị trí SC rồi. Anh Phi cứ thế thôi, Cứ không thế nhường đâu, thôi. không nhường đâu, các bạn không cần, bạn không lấy nhường cái gì anh Đúng em, rồi. không nhường, đánh giải không nhường anh em. Đánh giải là chuyện nhường. Một pha xoay bài, Một khổ top lắm 1 anh2 em, top một 8. pha xoay bài xong vào week rồi, bây giờ đôi là Vội hợp lý lắm này. rồi Cường ơi, vội lắm rồi Cường ơi. A phe đây Em rồi, kinh phe phe đây rồi. AV3 là khỏe luôn. Mạnh tay Đi đây. lên, mạnh cái tay lên. Vội lắm rồi Năm cái Cường nữa. ơi. Cái nữa. Vội lắm rồi. Lắc 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 lắc. Thôi rồi thay đi, thay khung đi. Thay khung được rồi mà. Vẫn dồn, vẫn muốn dồn. Ồ, vẫn muốn luôn à? Thay con AF vào ngon hơn nhiều chứ. Ồ, gì đấy? À, vẫn muốn Không để Dana 3 cũng được, cũng không được. hiểu nhỉ. Thực ra cũng được Không có anh nghĩa. ạ. Lai đang bam xong con bằng AF mà. AF2 đam kiểu có nó có bù đam của bọn đấy anh em ạ. Của Thợ thợ săn. săn. Đây là cũng ngang ngang thôi. Khá Anh thần khỏe. tầm này đẹp ngon lắm. Thấy càng ngon. Anh thần mê hoặc. Cường làm được, Cường làm được em Làm ơi. được. Cường làm hết. Ra ra AF làm được. AF là bài đẹp mạnh luôn rồi. AF2 là đã cảm thấy là khỏe lắm rồi. AF2 xong hóa 3 là khỏe. Chỉ cần Cường không bán Warwick là Cường biết chơi. Còn Cường bán Warwick Là không biết chơi. Bán mà thì... đổi đổi gánh kháng là không biết chơi luôn đấy. Hợp lý luôn em ơi. Bán con Warwick là cút luôn. Vừa mất thánh thần vừa mất thợ săn mà cái con Warwick cầm gánh kháng cũng hợp chứ. Vâng, bắt nhẹ hai con Aphelios đến từ vị trí của ai đó. Rất hợp lý. Sarura là con kia thứ hai về đánh dễ quá. Ô, ai bắt AF hai đấy? À phải không, có hai con đấy. Salora bắt hai con thôi. Sun Pro Build đang dép cho mình là bộ hộ pháp và cuồng giáo à. Cũng Có đẹp thế này con bị trọt tiền Kennen. quá. Ôm hai con sát thủ này về có tác dụng mấy đâu. Vẫn bị lẻ tiền rồi, hy Cường sinh một cường con đánh Kinvet. không không cường đánh không nhuyễn bộ này rồi. Anh hơi lỗi đâu anh Phi. Ui. Ui vội lắm Tuần rồi sau làm đấy AF 4 luôn là binh. anh em ơi, Đi nhanh. kiểu này nhớ là nó sẽ Thế tự cho nó ra mát rất đi anh Cường dễ ạ. ở 6 Anh ra Cường ạ. luôn. Anh Cường ạ. Tuần sau làm mẹ AF 4 cho nó mát. Vội lắm rồi. Bọn Ôi gì vội tưởng lắm. bảo không đúng bài ấy.
Anh ơi, thế này Cường, chịu thôi. bội thế Bon, bội thế Cường. Bình tĩnh thôi. Ôi giời Nhà có ơi. việc à? Nhà có Một việc, cái anh fit rồi. mong là ra một cái thông Sao? đạo đi. Một cái thông đạo. À sorry à, được. Tí lấy bàn tay Sorry à? ngon Ai là này, cũng sorry được. ngon mà. Ai là sorry có thể Tí ghép bàn được tay hợp luôn. lý. Ui, ghép Ui. luôn đi. Đàn nào, Nissara 4 là ghép luôn. Trần bà chứ, trần bà chứ. À, Long Du đấy. Ôi, đừng đổi nhá. Này. Ui. Ôi, đổi Ôi, được, đổi được, đổi được. đổi Không muốn à? chơi rồi. Thôi, thôi, thôi. Đổi con đấy phí quá anh. Vừa mất đấu sĩ tham cái linh hồn hơi phí anh em ạ. Hơi phí đấy. Con có cầm tạm được mà bây giờ Nhưng này chưa nhiều quá CC phí đâu. luôn, mất lắc bắt thánh thần ngon vãi trường Đang lắc luôn. 2 mà. Tại vì là em biết vì sao. Bởi vì tầm này chưa nhiều CC đâu. Làm gì có ai đã có đại sư với cả ấy đâu mà cần căng ứng. Mình đã bảo với anh em rồi, cường tới đây mà bán Ôi, con bot bỏ qua đấy Quick là không đi chơi, là không biết chơi rồi, thì coi như là tự là không hủy biết ấy, anh chơi em rồi ơi. anh em ơi. Tại anh em biết vì sao qua Quick nhá, Ôi nó boost tốc độ kết đánh quả em ạ. rồi anh em. Mấy cả qua Quick đang kích cho con lắc 2 có mê hoặc anh em ạ. Tên này em đoán anh fit, anh fit, anh Nghe cường Đức cạn Anh thì tiền. hỏng rồi. Đức Anh vừa bảo bảo đổi đồ đúng không, chỉ có em bảo thôi chứ đúng không, đúng không? Đức Anh cứ thế thôi. Đức Anh hỏng rồi. Rồi bây giờ Ôi, là up áp con up 7 7 luôn à? khó Ôi, đấy. được. Up 7 Cái từ mua này bích quá khó không rồi. nhuyễn lắm anh em ạ, không không nhuyễn là Felix rồi. Không duyên lắm. Cường có vẻ như là hơi 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 hơi, hơi gọi là không 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 chơi bài này bao giờ, nhưng Vừa lên mà được anh lắc hít, anh hít. vừa lên được lắc 2 thì anh bán luôn qua Quick để mất đấu sĩ cho con Timo vào để mù thì phải. Rất hợp lý. Hơi cuống, hơi luống cuống một Thôi tí. qua nhà khác không em ơi. Để Qua qua nhà nhà. khác. SCC một tí đi. Thần tài em đang muốn xem lũ hũ á. Em muốn đang Nhẽ xem. đủ rồi sao mà. Đâu chưa? Anh ơi 33 máu em nghĩ là ô lổ rồi à? Nổ rồi, anh bảo Sao nổ rồi. được gì không? Ra được gì không? Khoan từ từ để em nhìn nhìn đồ NCC cái anh ơi. Ở đây điểm đồ NCC xem ra cái gì nào. Kata 2 rồi. Nổ rồi, SCC chiến tướng nổ rồi. NCC ra. Nổ ra một cái À ra ra hai thìa anh ạ, hai xẻng kìa. 1 2 3 4 5 6 7, hai 6 đồ rồi. xẻng 6 đồ và hai xẻng. Hiện tại đang trên bài NCC mình nghĩ là dễ dễ được rồi. NCC dồn ra con tinh anh chiến tướng kìa. Thế là nổ bằng 6 chiến tướng luôn. Đánh khá là khéo ở đây khi mà Khá sẽ quyết định khéo. là build, build đồ cho Xin Dao nữa. Đánh bằng 6 chiến tướng thuần thôi. Chắc là mình nghĩ là sẽ roll Xin Dao 3 với cả Kata 3 ở đây thôi. Có hai xẻng lên vẫn giữ ba thần tài để có thể hack Chọn thêm bài tiền cho khá mình. khéo đấy, từ chọn Đây từ rồi. Người nào xuống hơi em. vội, xuống luôn còn 2-3 tiền rồi. Cường Ui. TD không chết, không chơi nhuyễn bài này mà anh nhìn là biết rồi, mới chơi lần đầu ấy, anh sợ mới chơi lần đầu ấy. Aphelios liệu rằng có bắn được con Kata này không khi mà Kata xoáy rất bắt mắt. Vâng, Được một không? pha Chiến phi tướng tích được là số. vẫn tích Cường được ô số. bán cơ à? Bán rồi anh, Bán rồi. bán rồi bán rồi Anh bán xin rồi. bán. Ui, cứ tưởng là anh gì đánh theo Anh ơi xin không giao đánh với không cả ấy. ba anh tại vì anh biết nếu mà xác định đánh thế thì giữ toàn tài để lên cố gắng lên lên cấp mà đánh nhiều tiền mà NCC muốn đánh 5 tiền rồi anh em ạ, muốn đánh đánh 5 đánh tiền nhiều rồi. tiền rồi. Đây này kiểu giữ không ai đép thôi. À, 11 máu thì mình nghĩ là khó, rất khó trụ này nếu mà Nhặt gặp nhặt những được là con khỏe rune này hơn. ngon quá, nhặt được con rune này ngon quá, con rune này ngon quá. Thế thì mình nghĩ là ICC sẽ đánh 6 chiến tướng kẹp với 5 tiền anh em ạ. 6 chiến tướng tanh xong rồi bọn 5 tiền gây đam. Tại vì khung này đang rất là đẹp. Khung Khung Kata có này đẹp đàm với cả to con quá. Kata nó đã tích được đủ đủ chiến tướng rồi ấy, nên nó rất là mạnh. Ui do kiếm súng Khả luôn năng đấy. cao là ICC sẽ ép 8 xong rồi cho Zone với Sen vào là được hai đại sư luôn là đẹp nhất. SCC vẫn đang Đấy, bỏ cho thần Zone với tài. Sen Em nghĩ vào là thay bỏ hai thần con tài không? thần tài. Bỏ thần tài hợp lý. Ui lên Up luôn. cấp luôn. Kiếm xin Hợp dao lý để đổi rồi, đồ chắc là chăng? sẽ đánh 5 Kiếm tiền xin kẹp dao để đổi nha. đồ à? Hay là một con Đang gì muốn đấy kiếm nữa? một con chiến tướng để đổi đồ ấy, anh nghĩ thế. Rồi. Đang dư con Anie nhưng mà có vẻ như là NCC không nhìn ra. Chưa nhìn ra. Thay bí ẩn vào, thay bí ẩn ăn đi. Thay bí ẩn Ani là đẹp. Chắc chưa nhìn ra. Chưa nhìn ra là dư con Ani. Bài Mình nghĩ này là có đang hai muốn đổi xẻng đồ đấy ạ. đấy. Đổi đồ anh ạ. Đang muốn Cát. đổi đồ con tụi này cầm kiếm súng luôn đấy.
Xong rồi có set nữa. Bình luôn. Bài NCC là mình nghĩ có thể đép đép nó lên 9 nếu mà có bí ẩn. Set 2. Góc đấy Kata bị CC anh em ạ, không thì NCC sẽ giành chiến thắng rồi. Đây là trận cuối rồi anh em ạ. Trận cuối rồi nha. 3 trận thứ 3 rồi. Estreel. Trận này chắc NCC ta ghét top 4 rồi. NCC vẫn giữ Ani, hình như là NCC không nhìn thấy được hay sao ấy. Con Ani đang dư. Warwick, vâng, hai nhà Warwick 2. Thì liệu ông rằng cường là level 7 gen 2 kìa, vẫn còn Neko kìa. Ông Trường ấy, Trường rất dị. Trường level 7 gen 2 vẫn còn Neko em ạ. Level 7 gen 2 có đại bác, có bàn tay công lý. Rất hợp lý. Thế này bị cái này nếu mà rồi. Nếu mà SCC zone 7 hợp lý hơn không? Quân 7 lấy đánh mang xin giao với cả Kata anh kìa, làm hết luôn. Xin giao với cả ấy hợp lý hơn không? Chế. Cũng được anh ạ. Nhưng mà kiểu NCC chắc kiểu đánh top 4. Không roll liều. Và NCC vào top rồi. Ừ mà tại vì NCC đã vào top rồi ấy, thì anh nghĩ là nên roll 7 hơn chứ. Cống hiến đúng không? Lấy xin giao 3 thôi. Với cả Kata. Cái tỷ lệ nó được điểm nhiều hơn đấy. Up cấp như này phải tranh cạnh tranh bọn 5 tiền với cả mấy cái ông kia, mà mấy ông kia cũng rất cần những con này. Con Zone chắc chắn là sẽ bị KS rồi. Có một cái, hai cái kháng phép. Trận này đánh mất rồng, huyết kiếm cho xin dao là đẹp luôn này. Kata đang chưa có xin dao để đổi à? Có lại liệu là có một pha kiếm súng không? Đừng có cốc cho John được. Đây rồi. Xin dao đã có đánh rồi. Đánh xin dao 3 huyết kiếm với ấy là xin dao 3 với Kata 3 là chắc đẹp luôn. Chắc đổi rồi, chắc đã đổi đồ rồi. Hơi tiếc một tí. Ồ, vút rồng, mình cứ tưởng là ghép cốc. Hợp lý. Ghép đồ không sai anh em ạ. Anh em ơi, kiểu lúc mà em ghép lỏ xét thì không có kiếm súng anh em ạ. Không cái lỏ xét bây giờ không cần đâu. Kata xoáy. Kiếm súng với vút rồng là đẹp rồi. Thì bây giờ bắt buộc phải carry bằng con Zone rồi anh em ơi. Nếu mà đánh như này là bắt buộc phải carry bằng Zone rồi. Mọi người ơi. Ôi. AF4 rồi. AF4 à? Ô AF4 á? Bây giờ là AF4 á? Ừ. AF4 thì có lẽ là một pha comeback rồi. Chúng ta sẽ quay lại đi. Quay lại nhà đi. Thầy ơi, thầy Cường đi. Cường vẫn ra được AF4 rồi. Ôi rồi ôi, nếu mà AF4 mà đồ, nếu mà AF4 mà đồ thế này á anh em ạ, có thể là kèo được nha. Một điều thần kỳ, Cường TD vẫn ra được AF4 anh em ạ, vẫn ra được AF4. Xếp chuẩn thôi, xếp chuẩn hơn ăn, xếp chuẩn hơn ăn. Có hai Solari và một cái thông đạo luôn. Roll rất giỏi. Nhưng mà đánh cái này là đánh AF kiểu AF cũ rồi kìa. AF AF nhưng mà chứ em chỉ quan tâm là không có Warwick thôi. Bởi vì quá bán. Warwick mà. Đúng rồi. Gặp nhà này mình nghĩ là thắng thôi. Nhà này 6 cuồng giáo. Hai Solari với cả một cái quá đủ tanh để có thể Afe có thể khoảng trống để bắn rồi. Bị chồng CC. Bị chồng CC. Nhưng mà không sao. Bài quá khỏe. Trường bị đẩy xuống 10 máu, Kane 2 nhưng mà bị đẩy máu rất sâu rồi. Trường bị đẩy rất sâu xuống 10 máu. Cường top 8 có bị loại được không? NCC. Trường top 8 bị loại được không? Trường nếu mà top 8 này là 14 điểm. Cũng chưa biết thế nào ấy. 14 điểm chưa biết, nó kiểu ở giữa ấy. Ở cái khoảng ở giữa. Đó, 15, nó đang 14. À, top 8 không đâu. Được điểm nào à? Đâu, Trường nó đang 14 điểm mà. Đang 14, cộng 14. À 15, chọn này cộng là 15. 15, top 8 mà 15. Thì cũng được, cũng kiểu chưa biết. Chưa chắc chắn 16 thì bây giờ okay. Top 1 10 điểm rồi. Top 1 10 điểm anh. Thế đây em mới bảo là nếu mà ông nào mà kiểu đang điểm thấp mà top 1 là kéo ấy thì cũng chưa biết được. Ờ thế bây giờ mà top 8 là bị loại, có khi bị loại đấy. Mùa ừ, đâu. Đây, thì đây em mới bảo là có thể bị loại đây. Bởi vì là 15 điểm bây giờ cũng chưa chắc, 16 điểm thì còn một top 1 okay. Nhiều điểm lắm. Tại vì ai ở top 1 dễ là kéo lắm.
Thế này bài cường có khả năng top 1 thế này, mày mạnh lắm rồi này. Đồ đẹp quá, đồ đúng vẽ luôn, hai cái series với cả Một cái thông một đạo. cái thông đạo vừa chèn vừa khít đồ luôn đấy. Bây giờ mình đặt được cái chắc bây giờ nhật tướng đấy. Nhật tướng Đúng rồi, ui, cây nó này sẽ bác xe nhiều lúc còn ngu lắm mày ạ. nó sẽ xe top 8 luôn kìa. NCC top 8 thì NCC sẽ được cộng thêm một điểm và NCC là 17 điểm, Ừ, em nghĩ là lấy an chốt toàn. đi. 17 Lấy điểm. chốt đi mà cho con kia là hơi hơi, hơi. Đừng Ui, cho Lisa nhá. lại nhá, đừng cho đi cho Lissana là nhầm luôn đấy. Ui, lại một pha thả đồ Lissandra thì đi luôn. Ba Solari mà cho Lissandra là đi luôn đấy, anh em ạ. Nhưng mà chắc là bạn ấy biết thôi. Cho lít là thôi ấy luôn, ép luôn anh em. Cường cố tình lấy cho lít em ơi, mà tưởng cố tình lấy cho lít để cho nó nhiều 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 story hơn. Trường hên nhờ, trường mà thật này mà top 8 rồi có loại đấy. Hên đấy, NCC đang 17 điểm, mình nghĩ là 17 điểm là an toàn rồi. Không, người điểm thì chắc là vào rồi, chỉ có trường thôi. Wow, quick hai cái hai tier rất kinh dị. Không hai Sun tia nhưng Probi mà bị nhà này dừng còn lại ở vị trí top 8 à top 7 rồi. nhà trường có ba cái à, nhà nhà cường có Chà ba cái story béo. cơ, Chà béo đánh wow quick. ba cái story comeback được, ba cái story không sợ cùng cung lắm. Chà béo đánh wow quick nhưng mà wow quick này né anh. Ôi sao wow quick lại có thể né được nhiều như này, sao wow quick lại có thể né được nhiều phát của Aphelios như này và sẽ phải nằm Good xuống one rồi là từ vị trí của cường thách đấu anh rồi, em ơi. rất dị từ vị trí của cháu học trò với hai đồ né cho Quick. Con qua quick hai đồ né và bắn anh em ơi, né 5 phát, bắn bắn 5 phát né 4 phát anh em ạ. Quá nhiều né anh em ạ, dừng lại vì top 6 rồi Cường anh em thách đấu đi luôn. anh em ơi, bắn 5 phát né anh em ạ, né quá kinh khủng luôn. Kinh quá, chịu rồi, mình thấy quả đấy né né liên tục anh em ạ, né liên tục luôn đấy. Cường thách đấu váng Ui đầu luôn mà. giời, váng đầu luôn đấy, dừng lại vì top 6. Aphelios thực sự là sợ bài đánh thần kiểu như thế này anh em ạ. Không thể lật được. Chúng ta cùng xem bạn Trường đi. Quá kinh khủng anh em ạ. Đồ thì đẹp rồi nhưng mà vẫn thua cái bộ rác nhất meta thôi. Vẫn thua quá khích anh em ạ. Quá khích hai đồ né. Khá hợp lý khi mà bạn ý đã ghép cho quá khích hai đồ né để counter được với Aphelios. Ôi ông trường Ờ vẫn rác đỡ cũng được cao con tờ anh event ạ. u hồn đấy bạn, chơi Đi. game ông trường ông chơi game 6 triệu đấy. Đây. Đây đang đang từ top 8 dẫy được lên top ấy do Em mơ ra luôn con là con event u hồn. event u Ừ. hồn. Chơi Đồ. game bằng hên. Đồ như là cay với cả là. Ôi ông ơi, ông chơi game bằng hên ông. Ba cái Neko hay sao? Ông level 7 tôi thấy ông KN2 vẫn còn Neko. Xong rồi level 8 rồi vất ra con event u hồn luôn. Bài đang thiếu tanh. Hợp lý quá. Ôi, đấy ba này cô tôi biết ngay mà. Chàng Tôi nhìn là tôi biết ông ba này cô rồi đấy. bảo kêu Ông ít chơi game thôi thế ạ. cần gì phải nghĩ À. đâu. Chỉ chàng chàng bảo kêu ít thôi. Hiểu mà đang muốn top 1, đang kiểu tham vọng top 1 anh em ạ. Nhưng mà có lẽ là vào top 4 sẽ là Ôi đủ tôi điểm rồi. nhìn là tôi biết ông cường ông trường này ba này cô rồi. Xong rồi lấy 8 rồi vất ra con tiếng anh event u hồn luôn mà. Ông chơi game đúng bằng hên rồi đấy. Vào thánh đâu DG ông ơi. Fit có vẻ đang rất muốn nói. Nhưng mà đúng không? Một cái bằng hen đó em thấy không? Rồi em Bên biết 8 luôn là con đi lên hồn anh đang thiếu tanh. Fit ơi, em biết cái điều đấy lâu rồi mà anh Fit. Ôi rồi Anh ôi, bảo Fit giờ sao mới này biết vô địch em à. ạ. Ông này vô địch giải lần trước bằng hen Anh rồi. ơi đánh với em roll kinh với đái luôn. Em sợ mấy đứa em lắm, cả trang chủng cái thứ nó kiểu roll ảo á. Ba đây cô ạ, à, đánh gì Bài cũng mình kiểu có gì đang cũng dép ba đây bằng 2 cô tiền, rồi. 3 tiền mà các em nó toàn 4 tiền 2 sao rồi, chịu đấy. Lẻ Giỏi luôn phết đấy. ba đây cô rồi. Mang tên gặp Bill phí. quả búa thì Bao cái này bà, thì chỉ. Bill quả búa chiến nhờ thắng luôn này. Không, chưa không không thắng em nghĩ không thắng. Một xoay nữa là không thắng. Ô, cao. Ôi không được. Chà béo, hơi tiếc. Chà béo bị đẩy đúng không còn. Đen đi thì sao? Đen đi. Vâng, Lee Sin sút bay con cổ gà con nhút nhát. Và đen đi có cho mình một chiến thắng. Kèo căng lên bên điện thoại rồi. Anh đánh giá là con Javan 2 ngon hơn con Kennen. Chắc chắn rồi anh, ra ban hai ngon hơn cái đen chắc luôn. Trường nãy 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 có một đôi Javan không Mấy đấy. cả nó tức là ở anh có CC đằng sau anh ạ, nó nhảy ra được mấy con gì kiểu gì hin
kiểu lắc lủng các thứ ấy để nó đỡ với choáng sớm đi. Ui rồi đen đi level 8 vẽ ra được Ui con John 2, cầm đồ đấy thì chịu rồi. em đi zone 2 rồi. John Đã có 2 chút rồi. nhất cũng đang cần điểm nhá. Trận này toàn mấy ông cần điểm thôi. Toàn ông cần Ba điểm ông kia thôi, đều cần đen đi điểm. cũng cần điểm nha anh em nha. Cái top 4 này đang rất là căng này, chưa biết ai đi tiếp đâu. Né được rồi, né được Jihin. Tản đội hình ra, rất tỉnh táo đến từ cả con nhút nhát. Nhưng mà con kia này rất kinh. Con kia này cầm đại bác có thể xoáy một phát vào vị trí của Jihin. Liệu rằng có xoáy không? Vâng, hai con Azir đẩy rất đẹp Vạn Lý Trường Thành. Một pha đẩy rất bánh cuốn. Con Kane. Trong khi đó qua khuếch đang Ôi, cào. chả béo óc chó đang là một cái gai trong mắt của Nghĩa đi rồi. Cha Nghĩa đi trận béo. này mà bị đấm mao top là Cha béo ông đang trường này 8 cay thế máu, nhỉ, ông trường trường cái mẹ chơi 10 game chó máu, tổng đen quá. đi 20 máu nha, con 15 máu. Thì rất kinh khủng thành anh ra em lúc ạ. đi hơi khó chơi. Anh em ơi, đen đi đang Ông 8. trường này chơi game chó đỏ Đen quá. đi nhá, và gà con đang đồng 8 điểm. Ok chưa? Em Đen ơi, đi và ông gà trường con này đang ông đồng 8 điểm. nghe mình em ơi. Ông trường ông nghe mình đổi sang Đây ra van rồi rồi, nhá. ra van 2 đây rồi. Vội lắm rồi đấy. Xét tình anh rồi, ông hên thế. Cái gì đấy? Một pha cái gì đấy? Phải bán ông, đừng có văn vẻ đâu ông ạ. Ông block ông biết con ra van 2 đi, làm trò nữa. Cứ làm trò thôi. Có vẻ như là trường và Tega Fit đang có kiểu mối thâm thù ở đây anh em ạ. Có vẻ như là như vậy. Cảm giác hình như là kiểu có một chút gọi là hình như là pick pick tướng hộ Cút luôn ở đây rồi, nào. trường cút luôn ở đây rồi, chắc chắn là cút luôn rồi. Cút luôn rồi đấy, gặp bộ rác thì cút anh em ạ, gặp qua Gặp quýt con thì Warwick cầm khăn hiệu ứng thì cút luôn. cút luôn. Cha béo. Hơi Ok, đen là cái cha đen đi béo. vào gà con nhất thì như là hay như hai người đã cạnh tranh điểm với Anh nhau em. ơi, đen đi và Ai gà top 1 là con vào. hai đồng, hai người đang 8 điểm. Ai top 1 là người đấy có lợi thế hơn thôi. Đây top 1, ai top 1 là vào này, ông Sarora Ô anh nhưng kia là mà đủ điểm anh ơi, rồi ấy. gà con 8 điểm cộng cho này 8 điểm nữa là 16 điểm, nhiều phết đấy. 16 điểm là chắc chắn trận này nghe đi là nhầm NS với cả Sarora là vào rồi. Ừ. Có nói ACC là 17 điểm là vào rồi. Hai ông này cạnh tranh nhau thôi, còn hai ông này thôi, hai ông này đang Chung cạnh tranh kết nhau ngang này. điểm Ai anh em top ạ. ai top 1 là người đấy vào này. Bùi nhưng mà nhà kia hai con set 2 cơ, khó Anh thế. ơi, một phép màu đến từ ấy đi. Ôi trời ơi, Hai con set 2 xét cơ, tinh đâu anh có biến bị u hai con hồn set gì, 2. xét tinh anh biến Hai u con set hồn. 2 đỡ Ốp, kiểu gì? xét tinh anh biến u hồn, tại sao lại mới kiểu có à ở đúng rồi anh em ạ, mới có hai u hồn thôi. Tại sao không phải là một pha Mê hoặc làm gì nhỉ? Kẹp mê ừ hoặc làm gì ta? kèm bốn u hồn đi cho con set nó kiểu khỏe khoắn hẳn đi. Khó quá, hai con set counter hơi nặng. Anh Từ ơi, cao tô cái gì, từ anh Fit biết chơi điện tử từ. không? Hỏi Gà anh Fit. con nút nhát chọn mê hoặc là anh sai anh ơi, rồi. mê hoặc với con Jihin để làm cái gì, bây giờ bán đi và thay 5 Từ tiền từ đi từ ra nhá, từ thôi. nhá. Còn một round, hình như là còn một round nữa, còn một round nữa. Đi luôn thì rào gì nữa anh, đi Ui luôn rồi thì ôi, con nút nhát lỗi thế. gì anh Sao lại ơi, kẹp mê hoặc vào làm mới gì? không phải mê hoặc mà con Jihin em thấy không có tác dụng anh ạ. Jihin gặp bọn Warwick không có tác dụng ấy. Hãy tham gia group TG và những người bạn, subscribe và nhấn chuông kênh Tố Gaming để theo dõi các giải đấu đưa chương trình lý địch cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.